Dạ vâng, em xin chào tất cả anh em ha. Thì hôm nay kênh Đầu Nghề Bãi Tổng Hợp lên một video tiếp theo thì giới thiệu cho anh em những cái món mặt hàng, dụng cụ, đồ nghề, hàng bãi, hàng đã qua sử dụng. Tuy nhiên thì tình trạng còn hoạt động tốt, hình thức còn khá là mới đẹp luôn. Thì giới thiệu đến cho tất cả anh em. Thì trong quá trình em quay video thì em sẽ giới thiệu cho anh em chi tiết từng món cũng như là kích thước, rồi tình trạng, rồi báo giá luôn cho anh em cũng như là công năng của nó. Thì anh em xem video, anh em thấy có món nào mà vừa ý hoặc là đúng với nhu cầu của mình đang cần sử dụng, anh em liên hệ em trực tiếp qua số điện thoại 070 8880 661. Anh em báo giúp em mã clip là 03 kèm với mã sản phẩm anh em đang quan tâm nha. Còn về hình thức giao dịch vận chuyển mua bán của anh em á, thì những cái đơn hàng mà anh em là chọn là ship code hoặc là gọi là ship COD, anh em nhận hàng kiểm cho hàng thấy đúng với món hàng mình đã đặt với bên anh em rồi, anh em nhận hàng thanh toán tiền hàng và thanh toán luôn tiền phí vận chuyển giúp em, thì có cước phí đồng giá là 30.000 trên toàn quốc. Nhưng mà đó là những cái đơn hàng nhỏ và nhẹ, còn những cái đơn hàng to và nặng nó sẽ có cước phí cao hơn á, thì em cũng sẽ báo rõ luôn cho anh em nắm được cái cước phí của cái món đó luôn nha anh em. Còn về anh em chuyển khoản thanh toán trước thì cái đó mình sẽ trao đổi cụ thể hơn trong quá trình mình trao đổi thông tin. Dạ rồi, sau đây bắt đầu luôn cái phần chi tiết, giới thiệu cho anh em từng món cũng như là báo giá luôn cho anh em cái món đó. Anh em thấy mà vừa ý thì ủng hộ hàng của em luôn nha. Dạ rồi, mặt số 1 sẽ giới thiệu cho mình là một cái cây cưa của Sandvik. Anh em một cái khung cưa, một cái gườm cưa ha, của hãng Sandvik, anh em con cá nè, 225 vậy ha. Đấy, thì cái này là của Thụy Điển anh em, made in Sweden ha, được sản xuất tại Thụy Điển luôn. Tình trạng nè, thì hai cái phần đầu này là bằng hợp kim nhôm, đầu này cũng hợp kim nhôm, ở giữa này cái thanh này thanh thép anh em. Đó, thì tình trạng nè, bên ngoài còn khá là mướt đẹp luôn anh em. Đây ha. Đấy, thì em cũng kèm theo cho anh em một cái lưỡi cưa luôn, cũng của hãng Sandvik anh em Sweden luôn ha. Tổng thể anh em hoạt động sử dụng là bình thường, anh em có là rất là chắc chắn cứng cáp luôn ha, anh em cưa nó chuẩn xác hơn. Ở cái cây này nó sẽ có tổng cộng là 4 cái thế lắp lưỡi xéo nè, rồi nói chung là nghiêng ha, nghiêng một góc khác nè anh em, rồi lắp ngang luôn nè, lắp đứng luôn ha. Đó, anh em mà tùy theo cái điều kiện của mình đang cần dùng cái góc nào thì anh em lắp cho nó phù hợp á. Thì hiện tại em đang lắp ở đây là một cái góc nghiêng này ha, nghiêng này coi như là anh em khi anh em cưa nó sẽ nghiêng thế này ha. Đó, anh em có thể thay thế điều chỉnh ra, anh em lắp cả một cái thế lưỡi khác đó, thì anh em nới, chỉ cần nới con này ra rồi anh em lắp qua vị trí khác ha, lắp qua vị trí khác qua đây hả, hoặc là ngang luôn, nó nằm ngang luôn thì nó lắp vào cái con mặt phía dưới đây anh em, nó nằm ngang luôn, anh em có thể là cưa sâu vào bên trong luôn nè ha. Đó, còn một cái thế này nữa anh em hay dùng nhất là cái thế đứng ha, cái thế đứng ha, thế đứng cái này anh em lắp vào xong rồi cái con này anh em điều chỉnh nè, cứng chắc luôn ha, mà tăng giảm và cái độ căng của lưỡi anh em. Ở đây nó có sẽ có tổng cộng là 4 thế nè anh em xem nè, anh em có thể hình dung được nè, một cái đứng nè anh em, một cái đứng nè, cái ngang luôn nè anh em, một cái xéo ha, một cái xéo cái ngược lại đó ha, 4 cái thế anh em lắp cái lưỡi luôn đó. Thì đây anh em dùng cái loại lưỡi á, anh em dùng cái loại lưỡi ở đây á, thì cái này là chỉ có một cái loại lưỡi ha, anh em lắp đây là lưỡi 25 anh em, lưỡi 25 ha. Rồi, tổng hết chiều dài của cái khung cưa gườm cưa này là 34 cm. Cái phần rãnh này thì nó tầm khoảng là 10 cm nè. 10 cm ha. Đấy. Rồi, một cái cưa của hãng Sandvik ha, hàng của Thụy Điển, Sweden. Mã số 1 cái này em đang để với giá là 600.000đ ha, mã số 1 600.000đ. Dạ, tiếp theo thì qua mã số 2. Mã số 2 giới thiệu cho mình là một cái cặp khóa của hãng KTC. Cặp khóa size số to luôn anh em ha, bao gồm 2 cây. Cái này là của, đây là cái dòng KTC, model là M5 anh em, M5 ha, thì em có 2 cây, M5 2, số 22 và số 24, và cái cây M5 số 30 và số 32 ha. Những cái số này rất là to. Rồi, em sẽ chi tiết cho anh em từng cây nè. Trước tiên là cây M5 nè, 22 và 24 ha, hai đầu khóa, hai đầu vòng luôn, tình trạng còn rất là sáng đẹp luôn anh em. Đó, made in Japan ha, KTC. Các vòng khóa này cũng còn nguyên vẹn luôn anh em, không có bị tuôn, bị nứt gì cả nha. Thì
Thì hàng này cũng có cây đã dùng ít, có cây đã dùng nhiều. Tuy nhiên này cũng còn nguyên vẹn hết, hoạt động sử dụng là bình thường, đúng chuẩn, đúng tiêu chí luôn anh em. Đấy, rồi. Cái còn lại thì cái cây này là 30 và số 32 AKTC Made in Japan. Thì tình trạng thì cũng có một số vết nám 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 trên đây đó nè. À, cái này tình trạng hoạt động sử dụng tốt thôi, không vấn đề gì cả. Có một số vết cắn xước trên đây, sơ thôi. Đó, các vòng khóa này cũng còn nguyên vẹn nha, không có bị nứt hay là bị tuôn gì hết á. Anh em sử dụng thì chất lượng luôn. À, đây. Bên đây, số 32, các vòng khóa đây. À. Dạ rồi, về chiều dài của nó ha. Thì cái cây mà 32 và 30 thì chiều dài của nó tổng hết luôn á là 46cm anh em. 46 ha. Khá là dài, nó sẽ đủ cái lực để anh em vặn mở những con cái bu lông đai ốc to ha. Đấy, còn cái cây số 22 và 24 á. À, thì cái này chiều dài của nó là 33,5 anh em, 33,5cm ha. Và cái chất thép của nó rất là tốt luôn anh em, rất là chuẩn luôn ha. Đó là đanh luôn nè. Rồi, hai cây của hãng KTC dòng M5, hai đầu vòng. Số rất to, số 22, 24 và 30 và 32. Và cặp khóa này em đang để với giá là 500 nghìn đó, bao gồm 2 cây. Dạ, tiếp theo thì qua mã số 3. Mã số 3 giới thiệu cho mình là một cái đầu. À, cái này là của hãng Strap-on anh em. Một cái tổng cộng là combo bao gồm 6 mũi ha. Thì những cái đó là cái đầu lục giác. 6 đầu lục giác anh em lắp vào cái cần. À, size của nó thì anh em dùng cần 3/8 ha, dùng cần 3/8. Đó, nó cho ở đây nó có sẵn kèm theo luôn cho anh em một cái khay để bảo quản nè, anh em lắp vào đây nè, anh em có thể là lắp vào tủ một khay của mình anh em. À, một cái khay luôn. Khay này khay bằng có khung bằng nhựa, anh em dễ dàng lấy ra nè. Chỗ này có cái phần nhấn xuống anh em lấy ra ha, nó dễ dàng luôn. Đó, anh em nhả ra nó sẽ khóa lại không bị rơi rớt ra ngoài. Anh em lấy nó nhẹ nhàng ha. Đó. Rồi nó sẽ có tổng cộng là 6 đầu. Và 6 đầu thì các size nó có là bô gồm là 4 ly nè. 4 ly, 5 ly, 6 ly, 7 ly, 8 ly, 10 ly ha. Đó, tình trạng ha. Hàng này cũng sử dụng lướt thôi anh em. À, các đầu cũng còn nguyên vẹn hết nè. Anh em về sử dụng luôn. À, về cái hãng Snap-on này thì anh em an tâm về cái chất lượng của nó rồi. À. À, nhắc lại cho anh em là các bộ này có bao gồm là 4 ly, 5 ly, 6 ly, 7 ly, 8 ly, 10 ly ha. Thì cái này của hãng Snap-on cùng một hãng hết. Model của nó là FAPLM ha. Đấy, cùng một mã luôn. Rồi, về kích thước của nó nè. Tổng hết chiều dài của nó là tầm khoảng là 5,5cm. Ha, tổng hết chiều dài là 5,5cm. Chiều dài của cái mũi á là tầm khoảng là 2,5 ha, chiều dài của mũi là 2,5. À, bộ 6 cái đầu lục giác này. À, anh em có thể điều chỉnh nè. Chạy lên chạy xuống á, tùy theo, muốn lắp sau lắp cũng được. Đó, lấy ra thì dễ dàng rồi. Ha. Anh em dùng với cái cần siết 3/8 ha, dùng với cần siết 3/8 anh em, size 3/8 ha. Dạ rồi, một cái bộ này mã số 3 em đang để với giá là 900 nghìn. À, bao gồm 6 cái đầu, 6 cỡ, bộ lục giác, lắp vào cần siết ha. Rồi tiếp theo thì qua mã số 4. Mã số 4 là một cái cần siết có báo lực của hãng Tonichi ha. Có nghĩa là cái cần này anh em, nó sẽ khi mà anh em siết nó đến cái ngưỡng lực đủ đó thì nó sẽ ngắt. À, nó sẽ báo cái cấp để anh em biết là đã đủ lực rồi, anh em không siết nữa ha. Đấy, thì có một số anh em gọi là cái cần nổ ha, cần nổ đấy. Cái này thì một cái đầu là đầu tự động, đầu cũng 3/8 luôn anh em, 3/8 ha. Mượn thử đầu bên đây lắp nữa hả? Anh em lắp vào nè, cái bi nó khóa tự động luôn, anh em không sử dụng nó không bị rơi rớt ra ha. Đảo chiều luôn ha nè. Đấy ha. Và cái này khi mà cái tính năng mà báo quá lực, báo lực của nó thì nó chỉ báo cái chiều siết vào thôi nha, tại vì mở ra thì chỉ để mở thôi ha. Còn siết vào thì đủ lực thì nó ngưng á, thì đây là báo cho anh em nắm được ha. Của hãng Tonichi, model của nó là QSP50N. Rồi cái lực của nó đây em thấy là 25.3 newton mét nha anh em. Nói chung là cái này có không rõ ha, anh em tham khảo thêm về cái model của này của hãng Tonichi ha.
đấy, để cần siết ha. Đây là lực cố định anh em, lực cố định nha. À, đầu này anh em cũng đã qua sử dụng nhưng mà tình trạng còn khá là mướt đẹp luôn, anh em xem nè. Răng bên trong hoạt động sử dụng là bình thường luôn ha, đảo chiều ha. 25.3 Newton mét, tình trạng còn khá là sáng đẹp luôn. Bên ngoài cán cầm để bao tay cũng còn nguyên vẹn luôn, anh em về sử dụng ha. Dạ, cái này thì tổng hết chiều dài của nó 25cm nè, 25cm ha. Một cần siết 3/8 của hãng Tonichi. À, nó sẽ báo lực cho anh em khi đủ lực ha. Anh em siết đủ lực căng. À rồi. Cái này mã số 4 ha, mã số 4 450.000 anh em, 450.000 ha. Anh em nhớ là cái đầu này 3/8 anh em, 3/8 ha. Made in Japan. À, hàng được sản xuất tại Nhật luôn. Rồi, tiếp theo thì em qua mã số 5. Mã số 5 là một cái vít, là một cái tua vít trừ. À, vít trừ của hãng Vesel. Đây. Thông tin của nó em đây có mã vạch nè, còn nguyên là em đây tra cứu được thông tin của nó luôn ha. Rồi, model là 220. Size này là 6 nhân cho 200mm, có nghĩa là đầu vít này là vít trừ 6 ly. Chiều dài là 200mm anh em, chiều dài của cái đầu vít là 2 tấc á ha. Rồi, hàng được cũng được sản xuất tại Nhật luôn, Made in Japan này của hãng Vesel. Cán là hồ lô, màu đen bằng nhựa, cái phần màu kem này là bằng một lớp cao su mềm, anh em cầm nó bám tay và nó êm tay khi anh em sử dụng vận hành ha. Tình trạng hàng này còn rất là mới đẹp luôn anh em, còn bên ngoài nước xi sáng đẹp luôn nè. Đầu vít này ha, đây là vít trừ 6 ly anh em, vít trừ 6 ly ha. Dạ rồi, tổng hết chiều dài của nó là 30cm ha, 30cm. Đấy, chiều dài của cái đầu vít là 20cm ha. Xin lỗi, đúng anh em, 20cm ha, 2 tấc. Khá là dài luôn, anh em dễ dàng sử dụng những cái vị trí sâu bên trong ha. Hàng này là dùng lướt thôi anh em. Đấy, nếu chị bị chày xước sơ là do là cạo sát những cây này với cây kia thôi ha. Rồi, mã số 5, cây này em đang để với giá là 100.000, một cái vít trừ của hãng Vesel. Dạ rồi, tiếp theo thì qua mã số 6. Mã số 6 giới thiệu cho anh em là một cái mỏ led của hãng Rigid ha. Đây của hãng Rigid anh em, đây có logo đời cổ nè, logo đời trước đó ha. Rồi model của nó là E-110. Có dòng quắc bên đây luôn nè ha anh em. Rồi, phía bên đây thông tin thì đó, nói chung là cây này cũng được sản xuất tại Diêu đây. Cán là bằng thép ha. Cái nước sơn màu kem này là cái zin của nó luôn ha. Nói chung là có một số vết chốc rỉ nước sơn nhẹ bên ngoài, tuy nhiên này cũng còn nguyên vẹn về hình đất của nó, không có ảnh hưởng sâu bên trong. Cái hàm anh em, thì cái hàm này họ thiết kế để mở những cái con mà lục giác ha, ví dụ như con bu lông hoặc đai ốc hoặc là ống nước ha, những cái khớp nó có cái lục giác anh em vẫn mở ha. Rồi đó, anh em điều chỉnh này ra nè, tăng giảm ha anh em. Đấy ha. Rồi, cái này thì hàm mở của nó tối đa đây, cái này thì em đo được là 65 anh em, 65 ha, 65 luôn. Rồi, anh em xem góc cạnh bên trong nè, bề mặt khá là sắc sảo luôn ha. Cây này bằng thép, nói chung là cũng còn khá là mướt bề mặt luôn, không có bị reset sâu gì hết ha. Đấy. Ra vào trơn tru mượt mà luôn, nhẹ nhàng luôn anh em, dễ dàng thao tác luôn nè. Đấy. Dạ rồi, cây này là toàn bộ là bằng thép hết, là cắt là cái là chắc chắn cứng cáp cho anh em mà sử dụng luôn. Rồi, nhỏ nhất cái hàm của cái này á, anh em có thể là sử dụng đây là em đo đây được là 16 hay 17 anh em, 17 ha, 17. Đấy, tổng hết chiều dài của nó ha là 27cm, 27cm nè. Một cây mỏ lết của hãng Rigid ha, một cái hàm mở lục giác. Thì chỗ này nó có một cái lỗ này anh em, để khi mà anh em kê vào những cái cạnh góc lục giác á, nó sẽ không có bị cấn ha, không có bị cấn, nó không có để lại dấu vết trên cái con lục giác đó hoặc là con bu lông đai ốc đó nè, nó sẽ không có bị cấn trên góc đó ha, anh em sử dụng. Dạ rồi, mã số 6 ha, một cây này em đang để với giá là 300.000, một cây mỏ led của hãng Rigid, mã số 6 300.000. Dạ, tiếp theo thì qua mã số 7. Mã số 7 giới thiệu cho anh em là một cái khóa hai số, và có cái đầu này là đầu cài nhổ đinh được luôn ha. Đầu cài nại đó, tùy theo anh em dùng.
Đó, thì trước tiên là cái đầu khóa đi trước, nó sẽ có hai số là số 17 nè và số 19 nè, này của hãng Top, hàng của Nhật, Japan nè. Cái màu kem là cái nước sơn zin đó nha, màu kem là nước sơn zin của nó luôn. Model là RM17.19BL. À, rồi bên đây luôn, cũng hãng Top luôn ha anh em. Rồi cái đầu số 19 thì nó có đầu khẩu nó dài ha, anh em vào vặn ở những cái vị trí sau. Và đầu 17 anh em, rồi cũng đây, nó có nó ngắn hơn một xíu ha. Đấy, hoạt động sử dụng mà cả hai đầu đều còn bình thường hết anh em, đảo chiều luôn nè. Các vòng khóa cũng còn nguyên vẹn, không có bị tuôn bị nứt. Anh em xem cận cảnh luôn. Hoạt động sử dụng là bình thường về tính năng hoạt động tự động của nó anh em. À. Rồi, đó, bên ngoài nè, tình trạng nè, bề mặt nó cũng khá là mớ thôi, chỉ bị gọi là chốc rỉ cái nước sơn bên ngoài thôi anh em. À, không ảnh hưởng đến kết cấu cũng như là cái chất lượng cũng như là độ cứng cáp của nó ha. Còn bên đây thì có một cái đầu này nếu mà là cài nại đó. À. À. Dạ rồi, tổng hết chiều dài của nó. Em đo được 32 cm nè, 32 cm ha. Một cái khóa hai số 17 và số 19, đầu này có thể là cài nại được luôn. À, của hãng Top, hàng này của Nhật anh em, Japan, mã số 7 anh em đang để với giá là 200.000. Dạ, tiếp theo thì em qua mã số 8. Mã số 8 giới thiệu cho mình là một cái đuôi chuột ha, một cái đuôi chuột. Cái này thì của hãng Super. À, của hãng Super. À, đại hàng cũng được sản xuất tại Nhật luôn em, Made in Japan này. Hai số 17 và số 19 ha, số 17 và số 19. Hoạt động sử dụng là cũng bình thường luôn, không vấn đề gì cả. Đảo chiều luôn nè. Vòng khóa cũng nguyên vẹn luôn anh em. Nói chung là cũng có một số dấu vết đã dùng qua. Tuy nhiên thì cũng còn nguyên vẹn, không có bị nứt hoặc là bị tuôn gì hết á. Anh em về sử dụng tiếp theo vô tư. À, ngon lành. Đó, răng cỏ đó ha, còn hoạt động sử dụng ngon lành luôn. Rồi, đầu bên đây đuôi chuột anh em. Tình trạng bên ngoài nước xi còn khá là sáng đẹp luôn ha. Đấy, Made in Japan, cũng hàng được sản xuất tại Nhật luôn. À, với chất lượng tiêu chuẩn cao, anh em về mà sử dụng luôn ha. Rồi, cái này tổng hết chiều dài của nó là 20 cm ha, 20 cm. Một cái khóa đuôi chuột của hãng Super. Mã hai số anh em sử dụng là số 17 và số 19. Cái mã trong video này là mã số 8, em đang để với giá là 800.000. À, xin lỗi anh em, mã số 8 200.000. À, khóa hai số của hãng Super. Dạ, tiếp theo thì em qua mã số 9. Mã số 9 thì đây là một cái búa đinh. À, mã số 9 là một cái búa đinh của Bakuma. Ha, một cái búa đinh của Bakuma. Rồi, cán là bằng thép ha, chắc chắn cứng cáp anh em dùng. À, biết khi nào mà nó có vấn đề gì. Cái bằng phần bao tay đây cũng còn nguyên vẹn luôn anh em. Không có bị rách là nứt nhiều ha. Nó có một nứt vết rất nhẹ đi xíu cái này thôi nè. Nói chung là không ảnh hưởng gì cả nè. Anh em về mà sử dụng cái này là vô tư rồi. Đấy, Bakuma. Chỗ này, dưới đây có Bakuma Made in Japan. Bên đây anh em có một cái vị trí này nè. Nó đây có một vị trí nó lỗ này chốc tí xíu đó nè. Ha. À, cái này anh em về mà dùng là vô tư rồi. Nước xi chỗ phần cán này còn khá là sáng đẹp luôn. Đấy. Thì chỗ này họ thiết kế một cái mặt đe phụ, anh em có thể để sửa đinh gì đó ha. Đấy, mặt bên đây luôn. Anh em về dùng đóng cốt pha ha, anh em làm ngành ha. Rồi, mặt cái lưới chống trượt anh em, tình trạng của nó nè. Đấy. Đầu 7 đinh, nhổ đinh ha. Ha, tổng thể của nó luôn anh em. À, cái này là rất là vừa vặn cho anh em mà đóng cốt pha ha, anh em mà làm nhà đó ha. Rồi, cái này tổng hết chiều dài của nó là 36 cm nè, 36 cm ha. À, cân nặng của nó luôn anh em. À, cân nặng là 700g nè, nặng 700g ha. Thì với cái cân nặng 700g rất là vừa vặn anh em sử dụng luôn. Đấy, mã số 9, cái này em đang để với giá là 250.000. À, 250.000, mã số 9. Một cái búa Bakuma, búa đinh, hàng được sản xuất tại Nhật luôn, với chất lượng tiêu chuẩn cao ha. Mã số 9, 250.000. Dạ, tiếp theo thì qua mã số 10. Mã số 10, mã số 10 là một cái búa gọt. Một cái búa gọt là có
một cái đầu bên đây là đầu đóng đinh nè, còn đầu bên đây thì anh em dùng để gò hoặc là chặt, hoặc là có những anh em mà chuyên về làm vách tường nữa ha. Khi mà anh em xay xong thì khô tới cái phần tô á, thì anh em cạo cái này để tạo những cái đường rãnh, nó như là giảm được cái độ nhẵn để khi anh em tô nó sẽ chắc chắn hơn ha. Đấy. Rồi, cái này là của hãng Yamaguchi, Yamaguchi. Đây, hàng được cũng được sản xuất tại Nhật nè, Made in Japan này, có logo vương miện anh em, Yamaguchi đây ha. Rồi, cái phần cán là kim loại bằng thép, cũng được có một lớp xi bên ngoài. Cái phần bọc cái phần tay cầm này á thì cũng là phần bằng nhựa đây anh em xem nè, tổng thể luôn ha. Rồi trên đây thì có một cái logo Yamaguchi PH04. Đấy, đầu này mặt này đóng đinh. Đó, anh em mà chuyên về làm xây dựng, làm nhà, làm bê tông hoặc là làm gọi là liên quan tới vấn đề xi măng đâu ha, cốt thép đấy ha, sử dụng những cái này rất là phù hợp luôn. Đấy, chắc chắn luôn ha. Thì họ thiết kế này cán này bằng thép luôn anh em dùng. Tổng hết chiều dài của cây này là 33 cm ha, 33 cm về cân nặng của nó luôn nha anh em. Cân nặng là 800 gram, nặng 800 gram, vừa vặn cho anh em sử dụng luôn ha. Đấy, anh em chặt gạch hoặc là anh em làm bất kỳ những gì cũng được ha. Dạ rồi, mã số 10 cái này em đang để với giá là 250 nghìn, mã số 10 một cây búa của Yamaguchi, mã số 10 250 nghìn, cái này cũng được sản xuất tại Nhật luôn anh em ha. Dạ, tiếp theo thì em qua mã số 11. Mã số 11 giới thiệu cho anh em là một cây búa bi. Cái này của hãng OH, anh em của hãng OH ha. Cái này size của nó là 1 bao nè. Rồi, cán gỗ. Chỗ này thì có cái mộc của Checkmark anh em. Mà nó bị phai rồi. Mộc của Checkmark, tiêu chuẩn Checkmark anh em. OH ha. Đấy, đầu niêm anh em. Nguyên vẹn chắc chắn luôn, là cứng cáp nè. Cái không có bị mục nứt gì hết nha. Anh em sử dụng luôn. Đấy, đầu bi anh em. Cái này cũng ít sử dụng luôn em, ít sử dụng ha. Anh em xem trên đầu nè, có một cái vết cắn nhẹ bên đây thôi, còn lại còn khá là mướt đẹp luôn. Đấy, đầu mặt đóng nè, anh em xem ha. Đó, chỉ bị chày xước sơ qua thôi. Cán gỗ luôn anh em, nói chung là em cũng đã xử lý lại ha. Sáng đẹp luôn, anh em về là chỉ việc sử dụng thôi. Bỏ láng mượt rồi anh em. Đấy, cán zin của nó luôn ha. Rồi, cái này là size số 1 ha, size 1 bao. Và chiều dài của nó 32 cm nè, 32 cm ha. Thì em sẽ cân luôn cái trọng lượng của nó toàn bộ cái búa này ha nè, toàn bộ cái búa này ha. Cái búa này em cân được là 600 gram anh em, 600 gram ha, một cái búa bi của hãng OH anh em. Cán gỗ, tình trạng cũng nguyên vẹn luôn, không có bị mục nứt gì hết ha nè. Size số 1 bao luôn ha. Rồi, mã số 11 cái này em đang để với giá là 200 nghìn, một cái búa bi của hãng OH. Đấy, tiếp theo thì qua mã số 12 ha. Thì những cái dòng búa này nè, họ sản xuất cái đầu búa với chất thép chất lượng cao, cứng, anh em sử dụng thì vô tư luôn. Dạ, tiếp theo thì qua mã số là 12. Mã số 12, rồi tương tự tiếp theo là một cái búa bi cũng của hãng OH luôn. Cái này to hơn, cái này là size số 2 ha, 2 bao. Của hãng OH đây, có logo đây anh em. Rồi, đầu niêm nè, cũng còn chắc chắn cứng cáp luôn ha nè. Cán là cán gỗ luôn anh em, cán gỗ luôn ha. Rồi, bề mặt em cũng đã xử lý lại rồi, cho nó mượt mà hết, anh em về em sử dụng luôn, dễ dàng luôn ha. Đầu bi anh em láng mượt luôn ha. Đó. Nói chung là cây này tình trạng cũng dùng lướt qua thôi. Cái mặt búa này em đã có xử lý lại ha, đã có xử lý lại để cho nó mượt hơn, anh em về sử dụng luôn ha. Đấy, size số 2 của hãng OH. Đấy ha nè,
ha. Kén anh em cũng tra trong cái này cũng còn chắc chắn, cứng cáp hết, không bị vấn đề gì cả. Tổng hết chiều dài của cái phần kén này là 35,5 cm nè, 35,5 cm ha. Về cân nặng của nó luôn nha anh em. Tổng cân nặng em cân là 1,2 kg nè, 1,2 kg ha, bao gồm một cái đầu búa bi 2 pound và cái phần kén này luôn. Tổng hết của nó là 1,2 kg. Dạ rồi, một cái búa bi size to mã số 12 em đang để với giá là 250.000 anh em, 250.000 ha. Dạ tiếp theo thì em qua mã số là 13. Mã số 13 là một cái búa tạ anh em, một cái búa tạ ha. Cái này là cũng của hãng OH luôn. Ha, của hãng OH luôn. Rồi, cái này thì nó có cái mọc là 5LPS ha. 5LPS. À, cái này thì đó 5LPS là thể hiện cái độ cân nặng của nó anh em, phải bao ha. Rồi, cái này hình thức anh em, anh em xem bên ngoài bề mặt nè. Đấy, khá là mướt đẹp luôn. Đầu niêm anh em, chắc chắn luôn ha, cứng cáp luôn, không bị mà một nứt ở bên trong cả ha, không bị mục luôn. Anh em về sử dụng luôn, mặt bên đây luôn. Mặt búa anh em. À, cái này là hàng cũng dùng lướt thôi, dùng cho những cái việc nhẹ thôi anh em, cho nên nó có một số vết cắn li ti ti như đây thôi ha. Đó. Bề mặt khá là mướt luôn anh em, mặt bên đây luôn nè. Đó, kén là kén gỗ luôn anh em, nguyên vẹn luôn ha. À, chắc chắn luôn, cứng cáp anh em sử dụng luôn ha. Đấy. Nguyên zin luôn ha. Một cây búa tạ của hãng OH. Thì em sẽ cân trọng lượng của nó vào cái hệ gam cho anh em nắm được cái trọng lượng của nó luôn ha anh em. À, tổng trọng lượng của nó là 2,6 kg. À, 2,6 kg. Tình trạng búa nè ha, còn khá là mướt đẹp luôn. Đấy. Cán cũng nguyên vẹn luôn. Tổng hết chiều dài của nó 44 cm nè, 44 cm ha. Mã số 13. Cái này em đang để với giá là 300.000. À, mã số 13 300.000. Một cái cây búa cân nặng là 2,6 kg của hãng OH, hàng này của Nhật. Tiếp theo thì em qua mã số 14. Và mã số 14 là một cái khoan. À, một cái khoan anh em lắp trên bàn, khoan bằng tay ha. Đây, một cái khoan bằng tay anh em lắp trên bàn nè. Đấy, còn anh em sử dụng thì cái việc xoay bên đây thôi. À, tốc độ rất là nhanh luôn anh em. Một cái bánh răng lớn truyền cho một bánh răng nhỏ và truyền trực tiếp vào cho cái đầu kẹp phía bên đây. À, khi anh em quay nó chậm mà tuy nhiên thì cái tốc độ của cái phần đầu kẹp bên đây quay khá là nhanh luôn ha. Anh em sử dụng luôn nè. Này. Ha. À, rồi, cái này của hãng là Ogon. À, của hãng Ogon. Anh em xem tình trạng cũng nguyên vẹn luôn, với cái phần trục này hoạt động còn rất là chuẩn xác luôn anh em. Em quay nè, nó không có bị gọi là lệch tâm ha. À, không bị lệch tâm quá nhiều ha. À, rất là chuẩn, đẹp, đều đẹp luôn anh em. Đấy, cả hai chiều luôn ha, anh em muốn khoan chiều nào cũng được tùy theo nơi em quay đây ha. Rồi, chỗ này có cái phần tra dầu nhớt vào nè, cho nó trơn tru hơn trong quá trình mình vận hành. Ở đây này có sẵn một cái đầu kẹp ở đây luôn. À, đầu kẹp này của hãng HTKK nè. Cái này HTKK nè, em thấy mọc trên đây nè. HTKK nè. Rồi, đầu kẹp tối đa là 10 ly ha. Đầu kẹp tối đa là 10 ly. Rồi, cái này có chuẩn zip ha, chuẩn zip luôn. Hoạt động sử dụng là bình thường luôn anh em. À, cái tay cầm nè, cái nó quay được luôn ha. Đó. Và cận cảnh chi tiết cho anh em xem tình trạng nè. Thì cái này anh em có thể điều chỉnh tăng đưa ra, coi như là thành một cái vòng, cái phần cái cán này nó phải có vòng lớn hơn ha, tùy theo thôi, tùy theo cái điều kiện mình dùng ha. Nới con này ra anh em kéo ra kéo vào ha. Đấy, răng rất là đều anh em, không có bị rơ lắc nhiều ha. Anh em sử dụng luôn
Đó, dưới cái phần đế nó sẽ có bốn cái vị trí anh em có thể là bắt ốc trực tiếp lên trên mặt bàn của mình để anh em sử dụng ha. Rồi cái này anh em có thể kết hợp, anh em có thể là chế qua những cái máy khoan nè, hoặc là đầu kẹp máy ma, anh em gắn đá và anh em có thể mài được bằng tay luôn ha. Với cái tua chậm và nhanh thì tùy theo cái lượng điều tiết bên đây của mình ha. Rồi tổng thể là cũng nguyên vẹn hết ha nè. Đấy, của hãng Ogon. Rồi về cân nặng của nó luôn anh em, tổng cân nặng là 6,1 kg anh em, tổng cân nặng là 6,1 kg ha. Và tổng chiều cao của nó, tổng chiều cao là khoảng là 27 cm anh em, 27 cm ha. Tổng chiều cao là 27 cm. Đầu kẹp của nó đang có sẵn đây là đầu kẹp 10 ly, đầu kẹp 10 ly. Kẹp có cái chuẩn đều đẹp luôn anh em. Dạ rồi, mã số 14 á, cái này là mã số 14, một cái một cái khoan tay kẹp bàn, bắt lên bàn, mã số 14 em đang để với giá là 850.000đ, mã số 4. Mã số 4 850.000đ, một cái khoan của hãng Ogon. Dạ, tiếp theo thì qua mã số 15. Mã số 15 là một cái dụng cụ để mở côn. Cái này thì của hãng Super, của hãng Super. Hàng này là của Nhật anh em, Japan này. Đấy, thì cái cây này là họ có để biểu diễn sẵn ở trên đây á, là mở từ phi 35 cho đến phi 105. Rồi, hàm thì điều chỉnh ra vào thì trơn tru mượt mà luôn anh em. Cái răng á, khi anh em đẩy vào á, nó răng một chiều. Đẩy tới đâu nó sẽ khóa giữ tới đó luôn. Đây nó sẽ để sẵn ở đây 35 nè, có mức nè 35 nè ha. Đấy, 35. Rồi. Đấy 105. Đó. Rồi cái máu má anh em cũng còn là nguyên vẹn luôn ha. Nó chỉ bị bong chóc cái nước xi nhẹ bên ngoài thôi. Hàng cũng đã qua sử dụng. Tuy nhiên thì cái này anh em về sử dụng tốt, không vấn đề gì. Đây ha. Một cái dụng cụ mở côn, mở từ phi 35 cho đến là phi 105 của hãng Super. Hàng này là của Nhật, tình trạng hoạt động sử dụng là bình thường. Đấy. Vậy rồi tổng hết chiều dài của cây này nó tầm khoảng là 28,5 cm ha, 28,5 cm. Mã số 15, mã số 15 em đang để với giá là 250.000. Họ thiết kế cũng khá là hay nè, khi mà anh em cầm nè cái tay con cái anh em tì vào đây ha, thì cái phần này họ làm to lên nè, to lên nè, anh em cầm đấy chắc chắn hơn nè, dễ cầm hơn, dễ thao tác hơn nữa nè. Hay ha, đó. Đấy, mã số 15 250.000. Và tiếp theo thì qua mã số 16. Mã số 16 giới thiệu cho mình là một cái khóa vòng đa năng. Khóa vòng đa năng thì cái này là của hàng của Thụy Điển anh em, Sweden ha. Đấy, thì cái này cho nên nó có một cái và cái tem mạc mà nó bị phay rồi. Đấy, thì cái này anh em có thể sử dụng cho hệ in cũng được, là hệ mili cũng được ha. Thì theo thông tin á, thì cái này anh em có thể mở được tối đa là 24 mili, tối đa là 24 mili, và nhỏ nhất là 3 ly, hay nhỏ nhất là 3 mili luôn. Thì cái hệ in nó kèm theo bên đây, tương đương bên đây. Thì cái này đa năng là như thế nào? Cái là anh em có thể điều chỉnh được cái thanh trượt bên trong này, tăng giảm cái vòng này để anh em mở được nhiều cái kích thước bu lông đầy ốc khác nhau ha, từ bé tới lớn, cụ thể là từ 3 ly cho đến là 24 mili. Đó, rất là nhỏ gọn và thuận tiện luôn cho anh em ha. Đó, không quá dài nè, cũng như là không quá nặng. Anh em sẽ lập gia đình mình trang bị một cây ha, bỏ vô thùng đồ nghề, túi đồ nghề ở nhà mình, một cây này mở được rất là nhiều cái con bu lông đầy ốc khác nhau. Hoặc là anh em có thể là mang theo xe máy hoặc xe ô tô rồi đó, bỏ thêm kèm theo ha. Đấy, một cái khóa này thì họ thiết kế bằng với cái thép đen được rèn rất là cứng ha, cứng luôn. Cái hàm này thì họ thiết kế nên nó không có bị rung lắc,
có nghĩa là không có bị trượt lên trượt xuống ha, trong cái quá trình mình vận hành, cho nên là nó rất là chuẩn xác luôn anh em, không có bị trượt ha, không bị trượt luôn. Cho nên là khi mà anh em chọn đúng cái size đó rồi thì anh em vặn mở rồi nó không có bị sai lệch, nó không bị làm gọi là ảnh hưởng tới cái bu lông đai ốc của mình ha. À, bu lông con tán á. À rồi, bên đây cũng vậy luôn. Họ thiết kế một cái thanh thép này, thép trắng này đó, rất là sắc sảo luôn anh em. Cứng chắc anh em sử dụng luôn ha. Cái này của Sweden, Thụy Điển, tên của một thành phố ở Thụy Điển thôi. Đấy. Thiết kế là khung thép đen, cứng cáp chắc chắn luôn. Và tổng hết chiều dài của nó anh em, em đo đây được là 20,5. À, coi như là làm tròn như là 2 tấc anh em. Rất là nhỏ gọn, dễ dàng sử dụng, dễ dàng mang theo, bỏ vào thùng đồ nghề, tủ đồ nghề của mình ha. Mã số 16, cái này em đang để với giá là 420.000 ha, một cây khóa của Thụy Điển, Sweden. Khóa đa năng. Dạ rồi, thì nó họ ngoài ra thì anh em thấy là cũng có một cái góc nghiêng ha. Đấy, khi mà cái góc nghiêng của cái phần vòng miệng nè với cái phần tay cầm nè anh em, như vậy thì khi mà anh em vặn mở cái tay của mình nè, cái tay cầm á, nó không có bị cấn trên cái bề mặt ha, anh em dễ dàng thao tác luôn ha anh em. Đó ha, cũng khá là hay. Mã số 16, 420.000. Dạ rồi, tiếp theo thì em qua mã số 17. Mã số 17 giới thiệu cho anh em là một cái kìm cắt của hãng Fujiza ha. Một cái kìm cắt của Fujiza. À, cái này cũng là hàng của Nhật luôn anh em. Đây có cái chữ Z này ha. Đấy. À, chữ Z này ha. Rồi, NO70. Tổng thể bên ngoài này anh em, về cái phần hàm ha. Trước tiên là về phần hàm trước nè. À, còn khá là khít sáng luôn anh em. Khít sát luôn ha. À, không có bị hở sáng gì hết ha. Anh em dùng. Đó, bề mặt còn khá là mướt đẹp luôn, góc cạnh đường nét là sắc sảo luôn ha anh em. Đấy, cái phần cán cầm thì bao tay là cũng còn nguyên vẹn nè ha. Đó, có một số vết cắn ở phía sau đây, có một số vết cắn đây. Đấy. Ha, đó, em quay cận cảnh luôn cho anh em xem tình trạng thực tế nè. À, có những cái gai, cái vân chỗ này khi anh em cầm nó bám chắc hơn ha. Rồi, em sẽ thử luôn cho anh em dễ dàng nhất. À, rất là ngọt ngào luôn anh em. À đấy. À, với chiếc thép rất là cứng, anh em có thể là cắt được những sợi to. À rồi, cái này chiều dài của nó là 18,5 cm, 18,5 cm ha. Mã số 17, cái này em đang để với giá là 200.000, một cái kìm cắt của hãng Fujiza, hàng nội địa của Nhật. Tiếp theo thì em qua mã số 18. Một cái bộ khóa, một cái bộ cờ lê, coi như là cờ lê hai đầu của hãng Beptune ha. Hàng này là cũng là hàng đến từ Nhật luôn anh em. À. Đấy, nó sẽ có bao gồm là trong đây. À 1 2 3 4 5 6, bao gồm 6 cây ha, bao gồm 6 cây. À, lớn nhất là số 24 và số 22. Đây có cái chữ Z anh em, ZWI đây ha. Beptune. À. Đây, chắc đây là cái loại thép alloy steel anh em, made in Japan nè, chắc thép rất là cứng anh em dùng. Thì cái này thì cũng có nhiều anh em cũng đã biết được cái thông tin rồi, cũng có nhiều anh em chưa biết, thì tại vì thường á là những cái hãng này họ sản xuất dùng trong nội địa thôi. Cho nên là cái mức độ phổ biến nó cũng khá là ít. Tuy nhiên cái chất lượng của nó thì rất là ok nha anh, không có vấn đề gì cả nha. À, tại vì họ sử dụng nội địa thôi, không có phổ biến ở bên ngoài, cho nên là đôi khi có nhiều anh em cũng chưa biết về những dòng này ha. Nhưng mà cái chất lượng của nó thì hàng của Nhật anh em, rất là ngon lành, anh em mềm sử dụng luôn. Rồi số 22 và số 24 là cây to nhất, và chiều dài của nó là 21 cm ha, 21 cm. Tiếp theo nữa là đến là cây số 17 và số 19 anh em, cũng hoàng Beton Zig anh em, ZWI ha. Rồi. Đây, loại thép anh em, alloy steel ha. Made in Japan. Nè, cái này là chiều dài của nó.
17 cm ha, 17 cm. Rồi kế đến nữa là cái cây số 14 và số 12 ha, cùng chung một bộ của nó luôn. Đó, thì có cũng có cây là đã dùng lướt qua, cũng có cây chưa sử dụng ha. À, tự nhiên thì hàng 7 thì có một số vị trí này nám, vị trí kia nám tí xíu ha anh em. Rồi chiều dài của cây này là 13,5 cm. Rồi kế đến là cây số 13 và số 11 anh em. Số 13 và số 11 ha. Thì hầu như những cái số này thì anh em đều sử dụng hết ở tại Việt Nam mình ha. Tổng hết chiều dài là 13 cm luôn. À, 13 cm luôn. Và tiếp theo nữa là cây số 8 và 10. À, 8 và 10 luôn. Đó. À, riêng cây 8 và 10 nó có một số vết rỉ nám ở trên đây anh em xem. Tuy nhiên cũng không ảnh hưởng sâu bên trong ha. Cái này anh em về mình sử dụng thì vô tư đâu. Tổng hết chiều dài của nó 11,5 ha, 11,5 cm. Và bé nhất trong cái bộ này nó sẽ có cái cây này là cây số 7 và cây số 6 anh em. Cây số 7 và số 6 ha. Rồi đây. Tổng hết chiều dài là 9,5 ha, 9,5 cm. Nó còn à, kèm theo cho nên là một cái cây anh em có thể là sử dụng xong là cất giữ ở đây, bảo quản trong đây, có nghĩa là kiểm soát được số lượng ha, không có bị thất thoát trong quá trình mình sử dụng anh em. Đó. À, ví dụ như vừa làm xong à, anh em có thể là xác định a à, cây nào còn thiếu hoặc là cây nào là chưa lắp vào à, anh em có thể xác định được trong cái cây này luôn ha. Đấy, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 12, 14, 17, 19 và 22 và 24. À, còn một cái hộp đây bằng nhựa. À, có cái mã vạch ở đây luôn ha. Vậy rồi, bộ này em đang để với giá là 450.000 anh em, 450.000 ha. Với cái chất thép của alloy steel á, chất lượng rất là ok, ngon lành, cứng cáp, chắc chắn. Anh em sử dụng được vô tư rồi. Dạ rồi, đây bộ này em cân thử luôn cho anh em trọng lượng của nó nha. À, tổng trọng lượng là 650g anh em, tổng trọng lượng là 650g. Và dạ, tiếp theo thì em qua mã chưa nói em mã số 18. Em đang để với giá là 450.000 ha. Đấy, anh em thấy có món thấy cái món này mà vừa cái nhu cầu mình đang cần sử dụng ha, hoặc là cái vừa cái ý thích của mình ha, thì anh em cứ liên hệ em trực tiếp qua số điện thoại ha anh em. Cho rồi tiếp theo thì em qua mã số 19. À, mã số 19 là một cái cáo. Môi cáo này, cáo này thao tác nhanh anh em. Cảm thấy thao tác nhanh à. Có nghĩa là khi mà anh em mà cần mà tăng giảm cái hàm á, thao tác nhanh luôn. Đấy. À, đây, của ổ này là tên hãng là Cover đây ha nè. Rồi, đây chỗ này cũng có chữ Cover bên đây nữa. À, cái nước sơn kem, nước sơn zin của nó ha, thì em để nguyên lại. À đấy. Mặt bên đây à, có một số thông tin đây nè. Thì model gì ha. Rồi cái này là hàng được sản xuất tại Anh anh em, Made in Ireland anh em. Thông tin ở đây mã pack kìa ha. Đó, một số thông tin kèm theo. Thì cái này là hoạt động sử dụng là bình thường anh em, không vấn đề gì cả ha. À, thì cái này thì hỗ trợ cho anh em ra vào cái hàm nó nhanh chóng thôi. Thì khi anh em chọn vừa đúng cái kích thước gần đúng rồi thì anh em siết con bên đây ha, siết con bên đây lại để nó siết chặt lại ha anh em. À, đến siết chặt lại đấy. Đó, anh em à, ra vào đây. À, rồi, rồi anh em sử dụng thì anh em siết chặt lại. Nó kẹp giữ lại luôn anh em. Ha, à, nó kẹp giữ lại luôn. Thì trên đây á, thì cái phần phía hàm phía trên họ thiết kế nó nè, nó cử động như thế này anh em, cho nên là khi mà cái bề mặt nó không có phẳng hoặc là nó nghiêng một tí anh em vẫn kẹp được và chắc chắn luôn ha. À, một cái cảo này là của Anh anh em, của Anh sản xuất ha. À, Alan à. Rồi cái này thì hàm mở tối đa của nó em đo đây được là ha 13 ly nè, coi như là 13 ly ha. À, 13 ly. Đấy, độ sâu của nó nè, từ phần cuối cùng đến giữa tâm của cái phần đế á, là 6 ly. Xin lỗi, 6 cm ha, 6 cm độ sâu bên trong.
Rồi, một cây cảo của anh ha, của Allen, mã số 19 anh em. Em đang để với giá là 600 nghìn ha. Về cân nặng của nó anh em. Cân nặng là 1,6 kg anh em, 1,6 kg ha. Em đang để với giá là 600 nghìn tiền anh em. Bên ngoài thì có một số vết chóc rỉ cái nước sơn thôi, cũng không ảnh hưởng đến bên trong. Thiết kế này dày dặn, cứng cáp và chắc chắn anh em sử dụng rồi. Đấy, mã số 19 600 nghìn. Tiếp theo thì em qua mã số 20. Mã số 20 em giới thiệu cho mình là một cái mỏ led của Rigkit anh em. Một cái mỏ led to, mỏ led ra. Cái này là đời cổ anh em, đời cổ. Đây cái logo của nó anh em. Cái logo đời cổ của nó ha. Đây, Rigkit đây nè, mà có cái mọc checkmark luôn nè anh em. Rồi. Cái này size của nó là 36 inch. Có một cái dòng bắt bên đây luôn. 36 inch toàn bộ là bằng thép hết đó. Cứng cáp chắc chắn luôn anh em. Thì chỗ này có một cái dòng chữ thì người sử dụng trước họ khác lên thôi anh em. Và Lumpin này ha nè, Lumpin ha. Đấy. Mặt bên đây. Dìu ở đây nè, 36 inch ha. Đấy, tổng thể anh em, bên ngoài cũng nguyên vẹn hết nè. Tại vì cơ bản cái thằng này thì thép nó rất là cứng rồi. Thằng nào mà muốn đụng như nó mà để nó cắn móp nhiều thì cũng hơi khó. Ha. Đấy, hoạt động sử dụng nó cũng bình thường luôn nè. Hoạt động sử dụng nó cũng bình thường luôn ha. Đó, ra vào trơn tru mượt mà luôn nè. Do là khi nó nặng quá em hơi khó thao tác tí xíu ha. Đấy, để mở hàm tối đa cho anh em xác định được cái độ mở hàm của nó ha. Đây. Cái hàm đó em họ để là 4 inch nè. Hàm ở 4 inch luôn ha. Đấy, răng bên trong nè em. Răng bên trong còn khá là mướt ha. Thì chỗ này có một số dấu vết chín bụi thôi anh em. Có một số vết dính bụi thôi, còn trên răng này có một số vết cắn nhẹ trên đây ha. Còn răng phía dưới anh em dính bụi thôi, không vấn đề gì cả. Đấy. Còn răng này răng thế này anh em còn rất là đẹp rồi. Nguyên zin của nó luôn anh em. Đấy, răng phía trên ha. Đó, tổng thể luôn anh em. Cũng có loại thép alloy steel anh em. Đấy. Rồi, đây. Hàm mở của nó ha. Em đo này em hơn 10 cm anh em, hơn 10 cm ha. Nó gần 11 cm anh em, gần 11 cm ra cái độ mở hàm của nó ha. Rồi, tổng thể của nó là nguyên vẹn hết, hoạt động sử dụng là bình thường luôn. Rất là cứng cáp chắc chắn luôn. Thì em sẽ đo tổng hết chiều dài của nó khi em khép cái hàm lại ha. Tổng hết chiều dài của nó thì 36 inch. Chiều dài thực tế em đo hệ mét của mình á là em đo lên đến là 78 cm nè, 78 cm ha. Đấy, khá là nặng luôn, em cân cái trọng lượng của nó luôn ha. Tổng cân nặng của nó là 7,3 kg, 7,3 kg. Một cái mỏ led răng của hãng Rigkit anh em.
toàn bộ là bằng thép hết ha. Đây là đời cổ, đời trước anh em, đời trước ha. Mã số 20 em đang để với giá là 1.500.000 mã số 20. Dạ rồi, ở đây là mã cuối cùng trong video ha. Anh em thấy có món nào vừa ý hoặc là đúng với nhu cầu của mình đang cần sử dụng, anh em liên hệ em trực tiếp qua số điện thoại 0708880661. Anh em báo với em mã clip là 03 kèm với mã sản phẩm anh em đang quan tâm ha, thì mình sẽ trao đổi cụ thể hơn. Dạ rồi, em xin kết thúc cái video ngay tại đây ha. Em xin cảm ơn tất cả anh em đã ủng hộ em trong suốt thời gian vừa qua, thì cũng hy vọng trong thời gian tới anh em tiếp tục coi như là ủng hộ em nữa ha. Thì em cũng sẽ cố gắng mang lại cho anh em nhiều cái dụng cụ đồ nghề, hàng bãi, hàng của Nhật, chất lượng đến cho anh em về mình sử dụng hoặc là sưu tầm anh em. Dạ rồi, xin cảm ơn tất cả anh em, chúc tất cả anh em thật nhiều sức khỏe ha, và luôn luôn hạnh phúc. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả anh em trong những video tiếp theo.